Kính thưa thầy Khoa, kính thưa các thầy, kính thưa các anh chị, các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay tôi được sự phân công của lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo trung tâm trình bày bài cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng. Ở dưới là cái email của tôi sau buổi thảo luận, nếu mà các bạn mà vẫn còn câu hỏi, các bạn có thể viết email cho tôi. Về dịch tễ học ung thư đại trực tràng là một trong ung thư rất là thường gặp ở trên thế giới. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người mắc và khoảng 1 triệu người tử vong. Ở Việt Nam thì ung thư đại trực tràng cũng xếp hàng thứ 5 về số lượng bệnh nhân mới mắc và thứ 4 về số lượng bệnh nhân tử vong. Về các cái yếu tố nguy cơ thì ở đây chúng tôi liệt kê ra có 5 yếu tố nguy cơ: tuổi, liên quan đến các đột biến gen, các bệnh lý viêm đại tràng, tiền sử bản thân và gia đình, rồi là các cái lối sống, rượu bia, hút thuốc. Về triệu chứng thì có thể có không, cái này có lẽ tôi sẽ lướt qua rất là nhanh, bởi chắc là các anh chị đã đều biết cả hết rồi. Thế tuy nhiên cái phần này là tôi rất là muốn nhấn mạnh, tức là về cái bi lông chẩn đoán trước điều trị đối với một cái trường hợp ung thư đại trực tràng thì chúng ta cần phải làm các cái xét nghiệm gì. Đây là tôi trích ra từ cái hướng dẫn thực hành của Hội Ung thư châu Âu bản mới nhất vừa mới public năm 2020. Cái đầu tiên mà các bạn phải làm là một cái nội soi đại trực tràng toàn bộ. Cái này thì ngoài mục đích sinh thiết, các bạn phải cho tôi biết là số lượng u, vị trí u, cái số lượng mảnh bấm theo quy ước quốc tế, bạn phải bấm từ 10 đến 15 mảnh. Ngoài ra, sau khi mà đã chẩn đoán xác định là có ung thư đại trực tràng qua sinh thiết thì các bạn phải làm một cái bi lăng để chẩn đoán giai đoạn. Cái bi lăng chẩn đoán giai đoạn mà các cái hiệp hội ở trên thế giới người ta khuyến cáo là chụp một cái cắt lớp vi tính ngực bụng tiểu khung. Đấy là một cái bi lăng chuẩn. Thế trong trường hợp mà các bạn có nghi ngờ cái tổn thương di căn gan, bởi vì đại trực tràng, đặc biệt là từ trực tràng cao với hết khung đại tràng thì rất hay di căn gan, thì cái chụp một cái MRI ổ bụng, đặc biệt là MRI gan, thì cực kỳ có ý nghĩa. Ngoài ra các cái xét nghiệm khác như là chức năng gan thận, rồi là chất chỉ điểm khối u cũng có vai trò rất là quan trọng. Trong trường hợp mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể cân nhắc là chụp các cái PET-CT để đánh giá. Như vậy thì cái bi lăng đánh giá, bi lăng chẩn đoán xác định, chẩn đoán giai đoạn trước điều trị là cực kỳ, tôi xin nhắc lại là cực kỳ quan trọng để mình định hướng cái phương án điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra trong trường hợp là các cái tổn thương mà sau khi đánh giá giai đoạn có di căn thì các cái xét nghiệm về sinh học phân tử thì cực kỳ quan trọng. Ở đây tôi xin trình bày cái bài viết của DS Man, tác giả Manrit, đăng ở ASCO Education Book 2018. Thì ở đây chúng ta các cái xét nghiệm đột biến gen cần phải có, bao gồm các gen RAS, xét nghiệm gen BRAF, các cái MSI hoặc DMMR. Ngoài ra còn các cái hướng nghiên cứu khác trên thế giới người ta đang làm, ví dụ như HER2, hay là HER2 chủ yếu nhóm ở Ý đang làm, hoặc là MET hoặc là Fusion NTRK. Vậy thì sau khi mà làm các cái bi lăng chẩn đoán xác định và chẩn đoán giai đoạn thì ung thư đại trực tràng thì chia ra làm hai nhóm, một là giai đoạn tại chỗ và hai là giai đoạn di căn. Thì trong giai đoạn tại chỗ thì người ta lại chia làm ba nhóm, là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và di căn người ta cũng chia làm ba nhóm: nhóm mổ được ngay, nhóm có tiềm năng phẫu thuật và nhóm không bao giờ mổ được. Đối với cả nhóm điều trị mà khối u còn tại chỗ, tức là chia làm giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì cái việc điều trị bổ trợ khi nào và tại sao, chúng ta lại đặt ra cái câu hỏi đấy. Vậy thì điều trị bổ trợ là gì? Điều trị bổ trợ tức là để tiêu diệt các cái tổn thương khối u còn sót lại mà trên phẫu thuật chúng ta đã cắt đạt được hết tổn thương, tức là R0 từ diện cắt đến tổn thương di căn nếu có. Và cái này được mục tiêu chính là để cải thiện thời gian sống thêm không bệnh và thời gian sống thêm toàn bộ. Và mục tiêu quan trọng nhất của điều trị bổ trợ đấy là điều trị khỏi cho bệnh nhân. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là gì? Cái tiên lượng sống của các cái nhóm ở giai đoạn 1, 2, 3 là như thế nào và khi nào chúng ta sẽ điều trị bổ trợ? Thì như ở đây là cái theo AJCC 7 thì giai đoạn 1 tỷ lệ sống 5 năm của nhóm này lên tới khoảng hơn 93%. Mà nếu cái nhóm này mà lại có MSI-2 hoặc là DMMR thì cái tỷ lệ sống 5 năm của họ lên đến 95-96%. Và chính vì thế cái nhóm giai đoạn 1 không có chỉ định điều trị bổ trợ. Đối với giai đoạn 2 bao gồm 2A, 2B, 2C và giai đoạn 3 thì cũng có 3A, 3B, 3C, thì cái nhóm giai đoạn 2 là cái nhóm cân nhắc điều trị bổ trợ. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu nhóm 2B và 2C đối với T4A, T4B
thì cái tỷ lệ sống 5 năm của họ còn kém hơn là cái giai đoạn 3A khi mà có di căn hạch. Quanh quanh đâu đó khoảng 60% đối với giai đoạn 2C, còn giai đoạn 3A lên tới 84 đến 90%. Và chính vì thế nên là cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn rất cân nhắc trong điều trị bổ trợ. Còn giai đoạn 3 là giai đoạn buộc phải điều trị bổ trợ. Cái thứ hai về phần động học của ung thư đại trực tràng giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì như thế nào? Thì ở đây là cái nghiên cứu ACCEND là một cái nghiên cứu nó tổng hợp từ 27 nghiên cứu điều trị bổ trợ trong giai đoạn từ 1977 đến 2009, thì người ta nhận thấy rằng là gì? Đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì cái thời điểm thì 83% bệnh nhân sẽ tái phát ở trong 3 năm đầu, và cái đỉnh tái phát của nó sẽ rơi vào từ lúc 12 đến 18 tháng. Chính vì thế nên là cái việc điều trị bổ trợ mục tiêu là gì? Để hạ cái tỷ lệ tái phát này xuống. Và lý do tại sao mà các cái nước người ta khuyến cáo theo dõi 3 năm đầu rất sát là vì thế. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cả cái hướng dẫn điều trị của ESMO bản mới nhất là hội nghị hội ung thư châu Âu năm 2020. Thì đối với giai đoạn 2 họ chia ra làm 3 nhóm: nhóm nguy cơ cao, nhóm nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Nhóm nguy cơ cao được định nghĩa là PT4, hoặc là khi mổ chúng ta vét được dưới 12 hạch, hoặc là có đa các cái yếu tố. Tôi sẽ quay trở lại sau, thì cái nhóm này sẽ được khuyến cáo nên điều trị bổ trợ bằng phác đồ CAPOX 3 tháng hoặc là phương pháp 6 tháng từ kết quả phân tích dưới nhóm của nghiên cứu IDEA. Còn nhóm tiếp theo là gì? Nhóm có nguy cơ trung bình, bao gồm có hoặc là xâm nhập bạch huyết, hoặc xâm nhập thần kinh, hoặc xâm nhập mạch máu, hoặc là ung thư biểu mô kém biệt hóa, hoặc là mổ khi tắc ruột, hoặc là CA trước mổ trên 5. Thì lúc đấy người ta khuyến cáo nên làm MSI hoặc là MSS. Nếu mà MSS thì lúc đấy chúng ta cân nhắc để điều trị bổ trợ bằng 5FU đơn thuần hoặc là capecitabine. Còn nếu mà đấy là cái nhóm MSI hoặc là không có yếu tố nguy cơ nào thì nhóm này chỉ cần theo dõi thôi. Đối với giai đoạn 3 thì sao? Đối với giai đoạn 3 thì là như chúng ta đã biết từ các cái kết quả của các cái nghiên cứu Mosaic này, NSABP-C07 hay là cái Celoza, thì cái điều trị bổ trợ giai đoạn 3 là điều trị bắt buộc. Thế tuy nhiên là sau những cái nghiên cứu đấy thì người ta nhận thấy rằng là gì, cái độc tính thần kinh ngoại vi của của oxaliplatin từ vào thời điểm 4 năm nó vẫn rơi vào khoảng đâu đấy khoảng 4%, tức là gì, sau khi điều trị khỏi sau 4 năm mà chúng ta vẫn có những bệnh nhân không thể hoạt động chân tay một cách bình thường thì người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu rằng mình có giảm cái thời gian điều trị bổ trợ cho bệnh nhân không. Và đấy chính là cái kết quả của nghiên cứu IDEA. Và ở đây người ta khuyến cáo như thế này: đối với nhóm mà nguy cơ thấp bao gồm từ PT1 đến 3 và có di căn N1 thì chúng ta cân nhắc thì chúng ta chỉ định điều trị CAPOX 3 tháng. Còn đối với các cái trường hợp nguy cơ cao bao gồm PT4 và hoặc N2 thì lúc đấy chúng ta sẽ chỉ định CAPOX 6 tháng hoặc phương pháp 6 tháng. Đấy là chúng ta đã hết cái câu chuyện của điều trị cho nhóm tại chỗ. Còn đối với giai đoạn di căn thì sao? Thì ở trên slide này thì tôi trình bày vắn tắt các cái bước tiến của điều trị trong giai đoạn di căn. Từ những năm 80 thì chăm sóc giảm nhẹ chúng ta có chung vị sống thêm đâu đó khoảng 7 tháng. Khi mà dùng 5FU với cả leucovorin thì chúng ta có đâu đó khoảng 12 tháng thời gian sống thêm chung vị. Sau đó là khi mà kết hợp bộ đôi hóa chất chúng ta có 18 đến 20 tháng, và khi mà điều trị đích thì chúng ta điều trị đích kết hợp với hóa chất thì chúng ta có đâu đó khoảng 30 tháng. Thế thì ung thư đại trực tràng giai đoạn di căn thì được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên ở đây là nhóm có thể phẫu thuật được dễ dàng. Nhóm thứ hai là nhóm có tiềm năng phẫu thuật, và nhóm thứ ba là nhóm không bao giờ mổ được. Về mặt nguyên tắc điều trị, về mặt thuốc điều trị thì nhóm không phẫu thuật được và có tiềm năng phẫu thuật thì điều trị nó gần tương đương nhau. Thế tuy nhiên cái mục đích điều trị là khác nhau, và tôi sẽ đi từng nhóm một. Đầu tiên là nhóm không bao giờ mổ phẫu thuật được, thì nhóm này bao gồm nhóm có hai phương án điều trị: một là hóa trị kết hợp với thuốc điều trị đích, hai là thuốc điều trị miễn dịch đơn chất. Vậy cái lựa chọn của các cái thuốc cho cái nhóm này thì phụ thuộc vào những cái đặc điểm sau.
Thứ nhất là đặc điểm của bệnh nhân, bao gồm có chỉ số toàn trạng, có bệnh lý phối hợp kèm theo và các cái điều trị trước đó là gì. Cái thứ hai về đặc điểm khối u thì là vị trí u nguyên phát, bên phải hay bên trái. Cái này chắc là các anh chị đã nghe nói rất là nhiều rồi. Và cái khả năng phẫu thuật triệt căn cho cái nhóm này như thế nào. Và cái thứ ba là cái đặc điểm về sinh học phân tử. Cái đặc điểm sinh học phân tử thì cái slide này tôi đã trình bày rồi. Thế tóm lại, hiện tại với cả cái thực hành lâm sàng, tôi chưa nói là những cái hướng nghiên cứu, nhưng mà đối với thực hành lâm sàng thì đối với một cái ung thư đại trực tràng giai đoạn di căn, đặc biệt là cái nhóm mà không thể mổ được hoặc là có tiềm năng phẫu thuật, thì các bạn phải có các cái kết quả xét nghiệm tối thiểu như sau. Một là RAS, bao gồm có KRAS và NRAS, có đột biến hay không có đột biến. Cái thứ hai là kết quả xét nghiệm của đột biến BRAF có hay không, đặc biệt là BRAF V600E. Và cái thứ ba là các bạn phải đánh giá cái tình trạng bất ổn vi vệ tinh. Trên PCR thì là sẽ có kết quả MSI-H low hoặc là MSS, còn trên hóa mô miễn dịch thì là DMMR hay PMMR. Đấy là tối thiểu bốn thông tin bạn phải có. Thế trong trường hợp mà có cái RAS đột biến thì lựa chọn điều trị của chúng ta chỉ có là gì? RAS đột biến và không có bất ổn vi vệ tinh thì lựa chọn của chúng ta là gì? Hóa chất, đơn chất, bộ đôi hoặc bộ ba kết hợp với thuốc kháng tăng sinh mạch. Điểm qua một vài cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu AVEC, nghiên cứu này cho nhóm bệnh nhân người già. Cái nghiên cứu này là dùng capecitabine cộng bevacizumab so sánh với capecitabine, tức là đơn chất kết hợp với cả bevacizumab. Thì cái nghiên cứu này đạt được cái tiêu chí chính của nghiên cứu với hazard ratio là 0,53, CI95 chạy từ 0,41 đến 0,69. Thì cái này cho chúng ta thấy rằng là gì? Với đơn chất ở người già kết hợp với cả bevacizumab thì tốt hơn thuốc điều trị đơn chất. Khi mà chúng ta cho phác đồ bộ đôi hóa chất kết hợp với thuốc điều trị đích thì cũng cho kết quả tốt hơn khi mà so sánh với cả phác đồ bộ đôi hóa chất thông thường. Cái bài của tôi chủ yếu là nói về cập nhật điều trị, thế nên là tôi giới thiệu cho các bạn cái kết quả của nghiên cứu pha 3 Tribal One. Cái kết quả cái nghiên cứu này và hiện tại các nước trên thế giới họ đang có xu hướng là điều trị theo cái phương án này. Tức là gì? Người ta dùng phác đồ bộ ba hóa chất kết hợp với cả điều trị bevacizumab so sánh với cả bộ đôi hóa chất cộng với cả bevacizumab. Tribal One thì là có cái tiêu chí trị nghiên cứu chính là thời gian sống thêm, bệnh không tiến triển. Tiêu chí phụ là thời gian sống thêm toàn bộ và cái tỷ lệ phẫu thuật. Thì ở cái nghiên cứu này, đây là cái thiết kế nghiên cứu và về mặt thống kê học. Cái này tại vì tôi không có nhiều thời gian nên không đi sâu vào. Vậy thì kết quả nghiên cứu đối với cái Tribal One này là gì? Chúng ta có mấy điểm đáng lưu ý. Lưu ý thứ nhất là với phác đồ bộ ba cộng với điều trị đích thì chúng ta có một cái thời gian sống thêm không bệnh rơi vào khoảng độ 1 năm. Nếu mà như các bạn theo dõi từ đầu thì thời gian sống toàn bộ đối với cả cái nhóm mà phác đồ bộ hai hóa chất mà cách đây 20 năm của chúng ta cũng chỉ rơi vào 1 năm thôi. Và bây giờ chúng ta riêng thời gian sống thêm bệnh không tiến triển đã là 1 năm với phác đồ bộ ba kết hợp với cả bevacizumab rồi. Cái thứ hai, kết quả thứ hai đáng chú ý ở cái nghiên cứu này đó là thời gian trung vị sống thêm toàn bộ của cái nhóm này lên tới 30 tháng khi mà chúng ta sử dụng phác đồ bộ ba với cái hazard ratio là 0,8, tức là chúng ta giảm được 20% nguy cơ tử vong. Về mặt độc tính thì nó tương tự như phác đồ bộ đôi, có lẽ là bởi vì cái phác đồ này người ta dùng tương đối nhiều các cái thuốc kích bạch cầu. Từ cái kết quả Tribal One tức là bộ 3 kết hợp với cả Beva so sánh với bộ 2 kết hợp với Beva thì người ta tiếp tục làm một cái nghiên cứu Tribal 2 với cái thiết kế nghiên cứu tương tự về đối tượng nghiên cứu thì tương tự. Thế tuy nhiên thiết kế nghiên cứu của họ là như thế này. Hoặc là bộ 3 kết hợp với Bevacizumab, bộ 2 kết hợp với Bevacizumab đạt đến khi bệnh ổn định đến khoảng 8 chu kỳ thì người ta sẽ duy trì bằng 5FU cộng Beva. Thế khi bệnh tiến triển thì cái nhánh bộ 3 sẽ lại quay trở lại phác đồ bộ 3 cộng với cả Bevacizumab, còn phác đồ bộ 2 là phác đồ chuyển sang FOLFIRI cộng BEP, FOLFOX chuyển sang FOLFIRI. Cái này thì cũng rất là giống với cả cái ca mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam có nói, và cái này là dựa trên cái nghiên cứu của Christoph Thuốc Ninh Gong là khi mà dùng FOLFOX tiến triển chuyển sang FOLFIRI
hoặc là bắt đầu bằng fulviri tiến triển chuyển sang fulfop, thì thời gian trung vị sống thêm của hai nhánh đấy là như nhau, và chính đấy là cái cơ sở cho cái trial 2 này. Và kết quả của nghiên cứu thì cho thấy là cái phác đồ bộ 3 kết hợp với BEP thì có vẻ như là nó tốt hơn khi mà dùng bộ đôi tiến triển chuyển sang bộ đôi khác. Đấy là trong trường hợp RAS đột biến thì chúng ta, tôi nhắc lại, đối với RAS đột biến thì chúng ta chỉ có hóa trị kết hợp với thuốc kháng tăng sinh mạch, có thể là 1, 2 hoặc là 3 thuốc. Còn trong trường hợp RAS mà không đột biến thì chúng ta có các cái kết, thì cái lựa chọn nào cho cái nhóm này? Thì như chúng ta biết là trong ung thư đại trực tràng thì có hai cái nhóm thuốc điều trị đích chính, đó là các cái thuốc kháng tăng sinh mạch là bevacizumab hay là aflibercept. Còn thuốc kháng EGFA thì có cetuximab hay là panitumumab, không có ở thị trường Việt Nam. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là khi mà tôi dùng hóa chất cho ung thư đại trực tràng thì cái thuốc điều trị đích nào ở đây thì nên sử dụng? Thì có hai nghiên cứu phase 3 trả lời câu hỏi đấy. Nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu phase 3 thì thấy kết quả sử dụng cetuximab tốt hơn là dùng bevacizumab. Thế tuy nhiên cái nghiên cứu CanGB 80405 này với kết cấu thiết kế hoàn toàn tương tự như cái phase 3, nó chỉ khác là cái hóa chất không phải là fulfiri như phase 3 mà có thể là fulfox và fulfiri, thì lại cho kết quả là dùng cetux hay là beva, không có sự khác biệt. Và như thế thì câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta sẽ sử dụng thuốc gì, thuốc điều trị đích gì cho cái nhóm ung thư đại trực tràng? Thì cũng rất may là gì? Theo cái thống kê của SIEC thì người ta thấy rằng là ung thư đại trực tràng ở bên phải thì tiên lượng sống luôn luôn là kém hơn so với ung thư đại trực tràng ở bên trái. Và không chỉ đại tràng phải, đại tràng trái là yếu tố tiên lượng về sống còn, mà là còn là yếu tố tiên lượng về đáp ứng điều trị. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy ở đây, với đại tràng trái thì khi mà RAS mà không đột biến thì hóa trị cộng cetux thì tốt hơn rất nhiều so với hóa trị cộng với bevacizumab. Còn đối với đại tràng phải thì ngược lại, hóa trị cộng với bevacizumab tốt hơn là hóa trị kết hợp với cetuximab. Và từ đây thì cái ESMO Asia năm 2019 người ta đưa ra khuyến nghị là như thế này: đối với các cái trường hợp mà RAS không đột biến, ung thư đại tràng trái, điều trị bước 1 nên kết hợp hóa trị kết hợp với cả cetuximab là thuốc kháng tăng sinh mạch, thuốc kháng EGFA. Còn đối với ung thư đại tràng phải thì là hóa trị cộng với cả bevacizumab. Chúng ta sang cái nhóm thứ 3, tôi vừa điểm qua nhóm RAS đột biến và không đột biến. Bây giờ sang nhóm thứ 3 là nhóm BRAS đột biến. Thì đối với nhóm BRAS đột biến thì câu chuyện là gì? Khi mà chúng ta kết hợp hóa trị với cả các thuốc kháng EGFA thì có vẻ như là nó không có ý nghĩa nhiều. Và cái này thì được tổng kết ở cái meta-analysis của 7 randomized mà tôi trình bày trên cái forest plot này. Thế câu chuyện là gì? Một cái ý nghĩa nữa của cái nghiên cứu tribe 1 đấy là gì? Khi mà người ta, các bạn để ý cái đường đỏ ở dưới này này, đối với cả nhóm BRAS mà đột biến thì phác đồ bộ 3 cộng với cả bevacizumab thì tốt hơn so với phác đồ bộ đôi cộng bevacizumab, là cái đường đỏ nét liền ở đây. Và chính vì thế cái bộ 3 cộng bevacizumab trở thành cái điều trị tiêu chuẩn cho cái nhóm BRAS V600E đột biến ở châu Âu. Một bước tiến nữa và rất là mới, rất cập nhật trong cái điều trị ung thư đại trực tràng, đấy là cái việc điều trị miễn dịch trong cái ung thư, điều trị miễn dịch first line cho ung thư đại trực tràng. Và cái nghiên cứu vừa được báo cáo ở ASCO năm 2020 và cập nhật kết quả năm 2021 cách đây khoảng 2 tháng là nghiên cứu Keynote 177. Cái nghiên cứu Keynote 177 được thiết kế chỉ cho nhóm MSI-2 trên PCR hoặc là DMMR trên nhuộm hóa mô miễn dịch. Mà đây là một trong 4 cái dấu ấn mà tôi có trao đổi là mình phải làm đối với ung thư đại trực tràng di căn. Thì đối với cái nhóm này sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên hoặc là điều trị bằng hóa chất tiêu chuẩn ở đây, như tôi đã trình bày ở trên, và hoặc là điều trị bằng cái thuốc miễn dịch đơn chất ở đây. Trong trường hợp mà bệnh tiến triển về hóa trị thì có thể chuyển sang dùng miễn dịch được. Đối với cái nhóm này thì cái phân tích về thống kê thì cũng tương đối là phức tạp, và nó có hai cái tiêu chí chính là PFS và OS.
Thế thì tôi xin trình bày rất là ngắn gọn thôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy là cái PFS khi mà dùng với cả miễn dịch thì nó tốt hơn rất nhiều so với điều trị bằng hóa trị. Thời gian bệnh không tiến triển khi mà dùng miễn dịch lên tới 16 tháng, gấp đôi so với điều trị hóa chất là 8 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ thì không có khác biệt giữa hai nhóm này. Lý do bởi vì là có 60% bệnh nhân sau khi tiến triển về hóa trị đã được chuyển sang nhánh dùng điều trị miễn dịch, và chính vì thế nó đã kéo cái đường điều trị thời gian sống thêm của điều trị miễn dịch điều trị hóa chất lên trên, và nó không có ý nghĩa thống kê. Và điều này khẳng định thêm lần nữa là điều trị miễn dịch cho cái nhóm này thì cực kỳ tốt. Còn đối với cái nhóm phẫu thuật được ngay thì như chúng ta đã thấy rồi, trên nghiên cứu này của Nocklinger, điều trị tiêu chuẩn hiện nay vẫn là phôn phốc 3 tháng, phẫu thuật và phôn phốc 3 tháng. Đối với nhóm có tiềm năng phẫu thuật thì sao? Thì các cái thuốc điều trị đích kết hợp với hóa trị có vai trò rất là quan trọng để hạ giai đoạn, sau đó để cho bệnh nhân có thể phẫu thuật được. Và cái nhóm này khi mà phẫu thuật được đạt R0, tức là vẫn là cái nhóm có vai trò là điều trị khỏi triệt căn cho bệnh nhân. Đấy là toàn bộ về các cái điều trị và bước tiến của ung thư đại trực tràng tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên các cái hướng đi tiếp theo của ung thư đại trực tràng bao gồm có điều trị bổ trợ trong Circulate, hay là điều trị bổ trợ cái nhóm nguy cơ cao T4N2 IROCAST, hay là điều trị cho giai đoạn di căn đối với người già nghiên cứu Sontis, hoặc là CheckMate 8HW cho điều trị bộ đôi miễn dịch, thì sẽ đợi kết quả trong những năm sắp tới. Như vậy kết luận của tôi trong bài trình bày ngày hôm nay, ung thư đại trực tràng là một bệnh rất là phổ biến. Đối với giai đoạn 2 thì đánh giá nguy cơ và cân nhắc điều trị bổ trợ cho từng nhóm. Đối với giai đoạn 3 thì điều trị bổ trợ 3 tháng cho nhóm nguy cơ thấp và 6 tháng cho nhóm nguy cơ cao. Đối với giai đoạn 4 thì cần các xét nghiệm về sinh học phân tử, về vị trí khối u, về thể trạng bệnh nhân, bệnh lý phối hợp và rất nhiều điều nữa. Và còn rất nhiều các cái hướng nghiên cứu mới trong ung thư đại trực tràng. Rất tiếc là bài trình bày hôm nay cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ thêm với cả các anh chị. Các anh chị có câu hỏi thì các anh chị có thể nói đặt luôn và có thể là viết email cho tôi. Xin hết ạ.